chúng ta đẩy cái quả bê tông và thanh tuyền ra phía trước nha các bạn. Bây giờ chúng ta đưa ra để kiểm tra. Đấy nha các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Thì qua đấy thì chúng ta có thể thấy được là đã trùng, xi măng đã trùng ở vị trí của ác bê tông. Và mấy cái miệng này nó cũng gần nhau. Thì như thế là không hợp lý. À, đây các bạn này. Đây các bạn này, đấy là cái nguyên nhân gãy này. Đấy là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến là hiện tượng không nổ khó nổ. Đây, như lúc đầu chúng ta đã dự đoán là đối với chiếc động cơ này không nổ khó nổ là do nấm xuống bắp hở, như chúng ta đã thử và các bạn đã thấy đấy. Thứ hai nữa là bộ xương mắc này đã trùng và lại bị gãy một vòng, tức là bởi một vòng xương mắc khí nha các bạn, ở giữa chúng ta đã xác định được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ra nấm lại cái bộ xương mắc này để xem cái tình huống như thế nào nhé các bạn, xem nó có thể hoạt động tốt hay không. Cái thứ hai nữa là trên cái quả bê tông này nó cũng có vệt xước các bạn nhé. Tất nhiên cái vấn đề này thì nó nhẹ thôi, không đáng lắm, có mòn và có vết xước rồi, nhưng mà chúng ta cũng có thể là bon lại cái quả bê tông này một thời gian nữa. Còn sự việc như thế nào thì mời các bạn tiếp tục theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ thử từng vòng một để xác minh cái hồ hơi này nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy được đồ hở không ạ? Đồ hở như thế này thì nó cũng hơi quả đấy đấy. Các bạn. Đấy. Thì cũng không còn vấn đề gì để mà bàn cãi nữa. Thì chúng ta sẽ quyết định thay bộ xương măng. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục thay bộ xương măng này trước rồi các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ ra nấm sau. Đây là bộ xương măng ngang dùng cho những cái chúng ta bon sơ mi hoặc là xi lanh cũ, thì chúng ta sẽ lắp những cái loại bộ xương măng như thế này. Thì các bạn hãy chuẩn bị ra cái sợi vải như thế này để chúng ta vào cho nó dễ dàng nhé. Ở gần đường rất là ồn đấy các bạn nhé. Có gì thì mong các bạn thông cảm. Bây giờ tôi thử cái vòng xiếc măng này để các bạn thấy được là bộ xiếc măng này nó khác nhau như thế nào. Đây các bạn có thể thấy được cái độ khít của nó chưa? Đấy, như thế là ok nhé. Bước tiếp theo là chúng ta vào vòng xoắn băng lửa nha các bạn.
Này, cả cái miệng xi măng các bạn cho vào ở vị trí 4 cái đinh giữ mặt quy lạt là ok nha các bạn. Có thể là chúng ta ưu tiên cho, có thể chúng ta ưu tiên cho xi măng lửa và vòng xi măng nhớt cho hướng lên phía trên. Thì sau khi đã lắp như thế này và vị trí phân bổ rồi thì chúng ta vệ sinh sạch sẽ xong cho nhớt vào để chúng ta đưa bê tông và xi măng vào. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích và thiết thực, giúp ích được điều gì đó cho các bạn, thì mong các bạn hãy ủng hộ kênh Với Hạt TV để có phần động lực cho những cái clip tiếp theo. Mong được sự ủng hộ của các bạn. Các bạn lưu ý khi vệ sinh là chú ý 4 cái chân đinh ốc. Bốn chân đinh ốc giữ mặt quy lạt nhé các bạn. Là phải sạch sẽ. Chúng ta kiểm tra lần cuối để đưa bê tông và xanh tuyền vào nha các bạn. Khi kiểm tra cả cái miệng của cả cái vòng bạc hay còn gọi là vòng xi măng này rồi, thì các bạn cũng nên kiểm tra ở phần tay biên xem nó có cái điều gì bất thường hay không để chúng ta xử lý luôn nhé các bạn. Qua đây thì có vẻ như là không vấn đề gì cả. Đây là những cái bước mà những người thợ chúng ta phải cần thiết và những người sử dụng máy cần thiết để kiểm tra và xử lý. Bây giờ chúng ta lắp bạc biến nhé các bạn. Khi các bạn thay nhớt thì các bạn nên mở vệ sinh cái lưới lọc nhớt xong rồi, khi đó tức là các bạn hãy xả hết nhớt ở trong lòng máy và vặn cái cuống sen nhớt này, tức là cái bát sen nhớt này ra khỏi vị trí, tháo cái lưới lọc này ra để chúng ta vệ sinh. Nếu như trường hợp mà nó rách thì chúng ta thay, còn nếu như trường hợp nó còn tốt thì chúng ta rửa sạch và lắp lại bình thường nhé các bạn. Và đồng thời vệ sinh sạch sẽ ở dưới đáy lòng máy, và tức là đáy cáte đấy. Các bạn hãy vệ sinh thật sạch sẽ, tránh những cái cặn bẩn mà chúng ta thường là cứ xả nhớt ra rồi xong rồi đây vặn lại rồi cái cho nhớt vào thế thôi. Chính những cái điều đó rất là nguy hại nha các bạn. Cái thứ nhất là tốn cái kinh phí, thứ hai là chả giải quyết được cái việc gì cả nếu như chúng ta thay nhớt mà không tháo ra để mà xử lý vệ sinh sạch sẽ trong lòng máy. Nên đó là những cái bước mà các bạn nên lưu ý. Đây, khi tôi sửa những chiếc động cơ này là tôi luôn vệ sinh, tức là không cần thiết chủ máy phải nhắc nữa, mà mình phải tự giác để làm sao mà nó được sạch sẽ nhất, chuẩn nhất. Còn mà không thì nó rất là ảnh hưởng đến những vấn đề khi chúng ta thay bạc biến nhé các bạn. Và khi vặn cái sen nhớt này thì các bạn chú ý rằng có cái lỗ đen ở phía trong này nhé. Nếu như trường hợp mà quên hoặc là ấy thì nó rất là ảnh hưởng đến cái vấn đề nhớt lên để bôi trơn cho thùng cơ đấy.
các bạn hãy đút ốc ở giữa phía trên. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ rồi, nấm cũng đã được kiểm tra và thử lại, ra lại rồi nha các bạn. Thế nên là bây giờ vệ sinh sạch sẽ rồi, chúng ta lắp đệm cái lạp vào. Kết quả khám bệnh và đã xử lý thì kết quả như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Có thể chúng ta sẽ quay thử máy để xác định và biết được là đường nhớt bôi trơn cho trục cơ tổ thấy chưa và nhiết liệu đã tổ thấy chưa. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay để kiểm tra hai cái vấn đề cơ bản này. Trước hết là các bạn nên kéo ga. Thứ hai nữa là các bạn quay máy và theo dõi ở vị trí của con ốc này. Như vậy là chúng ta đã xác định được là hai cái vấn đề này cơ bản là đã ok rồi nhé các bạn. Thì chúng ta sẽ giảm ga và đồng thời lắp mọi thứ lại. Ví dụ như ốc nhớt, tuyến bối trơn như dàn co và đưa đùa đẩy và dàn co vào để chúng ta chỉnh co đã. Nếu để biết được xác định được tắc tịt ở cái đoạn từ cái ống dẫn nhớt lên ở vị trí dàn co thì các bạn có thể để thế này, các bạn quay để kiểm tra nhớt đã ra đây hay chưa. Bây giờ tôi sẽ quay máy để các bạn tiếp tục theo dõi cái phần này nhé. Bây giờ quay máy thì chúng ta nên giảm ga để nhiên liệu không ra ở vị trí này. Để các bạn có thể thấy nhớt nó đã ra đây chưa. Đúng ở vị trí hay chưa thì các bạn nên ấn vào đây và các bạn có thể quay. Thì cảm giác của các bạn là thấy ở ngay chỗ bàn tay nó ra nó vào đều là có nghĩa là ok nhé các bạn. Sau khi đã ok rồi thì chúng ta hãy đưa dàn co vào. Rất nhiều cái clip mà tôi đã từng chia sẻ cho các bạn là cái độ hở của nấm xúc bắp phía bên hút là 0,3, còn độ hở của nấm xúc bắp phía bên xả, tức là phía bên ống xả nhé các bạn, là 0,4 mm. Thì các bạn áp dụng cho D8, D9, D10. Đối với cái dàn co này thì cái rương ngang này nó rất lớn nhé các bạn. Tất nhiên rương ngang này thì cũng không ảnh hưởng lắm. Từ trường hợp là nó ra quả như thế này thì nó sẽ lệch cái tấm của dàn co. Nhưng mà đúng ra là cái dàn co này thì nó đã bị quá lỏng cái trục này rồi. Còn chạy là chẳng quá chạy bon thôi. Còn đúng ra thì thay nó hợp lý hơn nhé các bạn. Sau khi chúng ta đưa dàn co vào và đã chỉnh chuẩn rồi thì bây giờ chúng ta đưa nắp capo vào nhé các bạn.
như thế là ok nhé các bạn. Bước tiếp theo là chúng ta kiểm tra cốc bẹp phun. Chúng ta kiểm tra cái tuyển nhiên liệu nha các bạn. Bây giờ các bạn hãy kiểm tra và chúng ta có thể biết được là khi bước cuối cùng để thử nhiên liệu ngoài. Thì đấy là cái bước mà để chia sẻ cho các bạn. Bây giờ tôi quay máy để các bạn kiểm tra xem nhiên liệu nó đã hoạt động tốt hay chưa nhé. Ta phải kéo ga và đồng thời các bạn hãy xả gió, tức là xả cái bọt khí ở trong cái tiêu ga áp. Các bạn lưu ý rằng xả bọt khí xong các bạn kéo ga và quay máy để kiểm tra nhé. Nếu mà nhiên liệu nó không ra đấy thì chỉ tỏ rằng là cụm bẹp phun là có vấn đề. Thì chúng ta sẽ mở cụm bẹp phun ra để chúng ta kiểm tra. Để như thế là nhiên liệu đã phun ở cái mức độ này là rất là tuyệt vời nha các bạn. Khi nhiên liệu đã phun như thế này, nó phun tới giống như kiểu là chúng ta đi phun thuốc sâu ấy. Cho nên là khí đã đạt được điều này rồi thì chúng ta có thể là kiểm tra xong được cái phần thử nhiên liệu ngoài. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích và thiết thực, giúp ích được điều gì đó cho bà con nông dân, cho các bạn, thì các bạn hãy ủng hộ kênh Hà TV, hãy like, hãy nhấn chuông và đăng ký kênh để không bỏ sót những video tiếp theo. Thưa các bạn, thế là chiếc động cơ D10R190 bị cái căn bệnh là không nổ, khó nổ, và những cái nguyên nhân mà VHTV đã chia sẻ cho các bạn. Đối với chiếc động cơ này thì bị hở nấm lớp một các bạn nhé. Thứ hai nữa là bị bộ phận bộ hơi, như ban đầu dự đoán là có vấn đề, thì sau khi đã kiểm tra thì xăng máng đã bị gãy mất vòng. Có một cái lưu ý nữa là chiếc tổng bơm của chiếc máy này là đã dùng R180 là vẫn chưa đúng vào cái nhiên liệu cấp để mà đáp ứng với công suất của động cơ nhé các bạn. Sau khi tôi đã quyết định đổi cái tổng bơm và mọi thứ để cho nó đủ cái công suất của nó, mọi cái đã hoàn thiện, thì bây giờ tôi sẽ quay để cho các bạn theo dõi nhé. Đây là cái phần cuối của chiếc động cơ không nổ khó nổ này. Đối với động cơ diesel thì nó rất là nhiều nguyên nhân nha các bạn. Đối với động cơ diesel thì muốn hình muốn vẻ, cho nên là nó rất là nhiều thì vấn đề. Còn bây giờ nổ hay không thì bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi. Okay,
Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho các bạn xử lý chứa động cơ D10R190 bị cái cắt mảnh không nổ, khó nổ một cách chi tiết và dễ hiểu. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích và thiết thực, giúp ích được điều gì đó cho các bạn, thì mong các bạn hãy ủng hộ kênh VHTV, hãy like, hãy nhấn chuông và đăng ký kênh để không bỏ sót những video tiếp theo. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.